xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top 10 Kinh Điển. Các bạn thân mến, đại dương mênh mông là nơi mà con người chưa thể khám phá hết được. Còn rất nhiều điều bí ẩn được giấu dưới làn nước xanh thẳm đang chờ chúng ta tìm hiểu. Có bao giờ bạn tự hỏi, loài nào là đáng sợ nhất ngoài biển cơ chưa? Hay các bạn đang có kế hoạch đi tắm biển nhưng lại sợ gặp phải những loài vật đáng sợ mà không biết đó là những loài nào? Thì hãy cùng Top 10 Kinh Điển đi tìm những loài vật làm nên cơn ác mộng biển cả trong video ngày hôm nay nhé! Đứng ở vị trí đầu tiên trong danh sách này, đó chính là cá sư tử. Thoạt nhìn thì loài cá vô cùng bắt mắt này, bạn có thấy thắc mắc tại sao chúng lại được xếp vào danh sách ngày hôm nay không? Cá sư tử hay còn có tên là cá mao tiên là một loài cá cảnh nước mặn phổ biến, được nhiều người ưa thích. Đằng sau vẻ quyến rũ và sặc sỡ của chúng là một sự nguy hiểm khó lường. Những con cá sư tử trong tự nhiên thường sinh sống chủ yếu trong các dạng san hô, các khe đá ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Hiện nay thì khu vực sinh sống của chúng đang được mở rộng ra nhiều đại dương khác. Chiều dài trung bình của chúng chỉ gần bằng bàn chân. Con cá mao tiên lớn nhất từng được phát hiện có chiều dài khoảng 38 cm. Một trong những vũ khí quan trọng trong quá trình sinh tồn của cá sư tử chính là nọc độc. Nọc độc của chúng được phóng ra từ một mạng lưới bao gồm 18 chiếc vây lưng nhọn hoắt như kim, chủ yếu dùng để phòng thủ. Vết đốt của loài cá này sẽ gây đau đớn và xuất hiện những triệu chứng như buồn nôn, khó thở. Tuy nhiên thì nó hiếm khi gây tử vong. Vị trí thứ hai là rắn biển béo trờ. Được xếp vào danh sách những loài rắn độc nhất trên thế giới đến hiện nay, rắn biển béo trờ có kích thước vừa phải, dao động từ 0,5 đến 1 mét, cơ thể mỏng với màu sắc khá dễ nhận dạng là vằn đen trắng, đôi khi là xanh đen. Nếu đã từng theo dõi những video trước đây của Top 10 Kinh Điển thì chắc chắn các bạn đã biết được sự nguy hiểm của rắn thai phan nội địa. Tuy nhiên thì so với rắn biển béo trờ thì nọc độc của loài thai phan nội địa vẫn chẳng là gì. Rắn biển béo trờ sở hữu nọc độc nguy hiểm gấp 100 lần tai phan nội địa. Chỉ với một vài miligam nọc độc của chúng thì cũng đủ để giết chết hơn 1.000 người. Loài rắn biển này thường hoạt động vào ban đêm và có bản tính hiền lành. Chỉ khi gặp nguy hiểm thì chúng mới trở nên hung dữ và tấn công lại. Béo trờ chỉ cắn ngư dân khi vô tình mắc vào lưới của họ. Và kỳ lạ thay, có 1 trên 4 trường hợp những người bị cắn mà không bị nhiễm độc là do loài rắn này hiếm khi tiêm nọc độc vào cơ thể nạn nhân. Nhưng đấy chỉ là những trường hợp vô cùng hiếm có và đã có nhiều bệnh nhân bị rắn biển béo trờ tấn công và cái chết đã bổ nhào đến họ chỉ trong vòng vài phút mà không có biện pháp nào cứu chữa được. Thứ ba, cá nhồng lớn. Cá nhồng lớn là một trong những gương mặt đáng sợ nhất vùng biển khơi. Ngoài việc sở hữu thân hình dài và hẹp cho phép chúng bơi với tốc độ nhanh, thì cái miệng lớn chứa hàm răng sắc nhọn như dao cạo của chúng chính là điều gây nên nỗi khiếp sợ cho bao sinh vật khác. Chúng có màu trắng bạc với những chấm đen sẫm nổi bật, sinh sống chủ yếu tại các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt. Cá nhồng trưởng thành thường sống và đi săn đơn độc, chỉ tìm đến con khác khi sinh sản, còn cá nhồng non thường xuyên tụ tập thành bầy. Kích thước kỷ lục nhất của cá nhồng lớn là 50 kg và chiều dài cơ thể là 2 m. Nổi tiếng là loài săn mồi trước cơ hội thì cá nhồng lớn sẽ bơi trong nước cho tới khi nó phát hiện được con mồi tiềm năng. Chúng sẽ sử dụng tốc độ bơi bùng nổ trong thời gian ngắn lên tới 43 km/h để tóm lấy con mồi. Cá nhồng từ lâu đã được người ta gán cho những hình ảnh xấu như là loại cá nguy hiểm cho con người. Nhưng thực ra chúng không trở nên nguy hiểm nếu không bị kích động. Chúng sẽ tự vệ để chống lại con người nếu bị quấy rối. Cũng có một số trường hợp là cá nhồng tấn công và cắn con người nhưng khá hiếm. Thứ tư là cá sấu nước mặn. Cá sấu nước mặn là loài cá sấu lớn nhất thế giới. Chúng sở hữu kích cỡ khổng lồ với chiều dài lên đến 7 mét và cân nặng khoảng 1 tấn. Điểm nổi bật của loài cá này là hàm răng với khoảng 66 chiếc răng sắc nhọn và áp lực cắn lớn hơn bất kỳ loài nào. Cá sấu nước mặn là loài rất biết tranh thủ. Chúng sống về đêm nhưng sẽ không bỏ sót bất kỳ cơ hội săn mồi nào vào ban ngày. Chúng ăn bất cứ con vật nào mà chúng có thể bắt và chế ngự như là chim nước, rùa biển và động vật có vú có kích thước bằng chấu nước, thậm chí là cả con người. Khi phát hiện ra con mồi thì những con cá sấu nước mặn sẽ tiếp cận lén lút dưới nước, chờ đợi thời cơ chín muồi, chúng lao nhanh và đập mạnh hàm vào nạn nhân. Hàm của chúng lúc này như một chiếc máy xay thịt khổng lồ khiến cho con mồi bị nghiền nát và trở thành bữa ăn ngay lập tức. Với những con mồi lớn thì chúng sẽ dìm con mồi xuống nước và tấn công cho đến khi chết. Tiếp theo là cá mặt quỷ. Nếu bạn là một người có đam mê chinh phục biển cả thì nhất định đừng bỏ qua loài cá được mệnh danh là chúa tể nọc độc dưới đáy đại dương ngay sau đây nhé.
bởi nếu như chẳng may giẫm phải gai nhọn của loài cá này thì bạn có thể bị tử vong sau 2 tiếng đồng hồ. Không ai khác, nhân vật mà chúng mình đang nhắc đến ở đây đó chính là cá mặt quỷ. Cá mặt quỷ thường sống tại vùng nước cạn, nhất là khu vực gành đá, các dạng san hô ven đảo ở các vùng duyên hải Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Đặc điểm nhận dạng của loài cá này là thân hình xù xì, lớp da thô ráp và loang lổ, khắp mình có màu nâu đỏ lẫn màu rêu với nhiều vây sắc nhọn ở sống lưng. Tuy xấu xí nhưng ngoại hình này giúp dễ dàng ẩn dưới cát hoặc ngụy trang trên đá để lẩn trốn kẻ thù, nên khi thoạt nhìn bạn có thể bị đánh lừa và cho rằng chúng là một tảng đá. Sự nguy hiểm chết người của chúng nằm ở những chiếc gai chứa đầy nọc độc. Nọc độc của loài cá này tập trung dưới 13 chiếc gai nhọn ở sống lưng. Khi bị kích động, cá mặt quỷ sẽ dựng thẳng những chiếc gai nhọn và đâm vào đối thủ. Các tia vây sẽ ngay lập tức cắm sâu 1cm vào thịt nạn nhân. Độc tố sẽ lập tức xâm nhập vào bên trong cơ thể người, tác động trực tiếp đến hệ cơ vận động, hệ thần kinh, làm rối loạn huyết áp, nhịp tim, nhịp thở. Nhẹ thì khiến nạn nhân có cảm giác đau dữ dội, kéo dài đến 12 giờ, kèm theo các triệu chứng như buồn nôn, run, nhịp tim bất thường, co giật và liệt. Nặng thì sẽ tử vong chỉ sau 2 giờ đồng hồ. Vị trí thứ 6 là bạch tuộc đốm xanh. Bạch tuộc đốm xanh được xem là loài sinh vật biển cực độc. Kích thước của chúng tương đối nhỏ, chỉ từ 12 cho đến 20cm, có bản tính hiền lành. Nhưng nếu bị đe dọa thì chúng sẽ ngay lập tức trở thành mối nguy hại đối với con người. Nọc độc của loài bạch tuộc này có chứa chất độc thần kinh tetrodotoxin vô cùng mạnh và có thể tồn tại ở nhiệt độ cao cả khi chúng đã chết. Theo nghiên cứu thì 25g nọc độc của loài bạch tuộc này có thể giết chết 10 người nặng trên 70kg. Màu sắc của bạch tuộc đốm xanh có thể thay đổi nhờ vào sự ánh sáng của mặt trời hay do độ sâu của nước. Chúng sẽ trở nên sặc sỡ khi bị kích động hay chuẩn bị tấn công. Nếu ăn phải thịt bạch tuộc đốm xanh thì sau khoảng 30 phút đến 3 giờ đồng hồ sau khi ăn sẽ xuất hiện các triệu chứng như khó chịu, mặt đỏ, đồng tử co rồi giãn ra, buồn nôn, tiêu chảy, đầu ngón chân và ngón tay tê dại, vân vân, thậm chí gây tử vong chỉ sau 10 đến 20 phút. Thứ 7 là Monkfish. Monkfish là loài cá xấu xí có nhiều cái tên khác nhau như cá thầy tu, cá chày, cá hàm ếch, quỷ biển, vân vân. Cá thầy tu thường sống ở độ sâu từ 400 cho đến 900 mét, chủ yếu sống ở vùng biển Australia. Không chỉ có ngoại hình gây kinh hoàng mà chúng còn khiến nhiều người khiếp sợ với khả năng mở hàm cực lớn. Bất cứ ai nhìn vào cái mồm rộng ngoác đủ nhét hai đầu người này của cá thầy tu cũng đều không khỏi rùng mình. Tuy vậy, loài cá xấu xí này chỉ có thể dọa nạt được những người yêu bóng vía hoặc không am hiểu về đại dương. Trên thực tế, mặc dù có ngoại hình của một con quái vật, nhưng cá thầy tu lại khá hiền lành, nó chỉ có thể gây thương tổn nhẹ cho con người khi giận dữ. Kích thước của loài cá này có thể dài đến gần 1 mét, nặng ít nhất là 8kg trong những môi trường lý tưởng. Ở một số nơi như biển Địa Trung Hải và Đại Tây Dương thì người ta thường bắt được những con cá thầy tu có trọng lượng trung bình khoảng 5kg. Có lẽ không cần có nọc độc chết người, chỉ với vẻ ngoài của mình thì Monkfish cũng đã trở thành cơn ác mộng đại dương với bao người rồi đúng không? Và vị trí cuối cùng là sứ hộp. Sứ hộp, một trong những loài có độc tố mạnh nhất trên thế giới, sinh sống chủ yếu ở những vùng biển ven bờ Bắc Úc và dọc khắp vùng biển Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Sinh vật này có màu xanh nhạt và gần như trong suốt. Cái tên sứ hộp cũng bắt nguồn từ vẻ bề ngoài giống như một khối hình lập phương của chúng. Kích thước của một con sứ hộp trưởng thành có thể lên tới hơn 3 mét chiều dài, 25 cm bề rộng và nặng trên 1 kg. Chúng được mệnh danh là sát thủ vô hình của đại dương. Khi bạn bị một con sứ hộp tấn công thì chất độc sẽ nhanh chóng lan đến tim, hệ thống thần kinh và các tế bào da. Nọc độc ấy gây ra những cơn đau cực kỳ kinh khủng. Các nạn nhân có thể bị sốc, chết đuối hoặc chết vì suy tim trước khi kịp lên bờ. Nếu may mắn sống sót thì các nạn nhân vẫn có thể phải trải qua các cơn đau nhức dai dẳng trong nhiều tuần liền và thường được sở hữu những vết sẹo trên cơ thể nơi mà xúc tu của chúng tiếp xúc vào. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực để chúng mình làm tiếp những video hữu ích tiếp theo. Đừng quên like và share và theo dõi kênh Top 10 Kinh Điển nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.